chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về chimney Pioneer model là VX823. Đây là dòng sức Mỹ điện áp 120V và công suất của nó lên tới là 450W. Đối với chimney Pioneer VX823 hàng xuất 220V, khi mà bán tại thị trường Việt Nam thì nó sẽ có giá khá cao nha anh em, lên tới là 12.300.000 đồng. Và với chimney này thì đã được hãng đầu tư rất là nhiều công nghệ hiện đại. Dòng này thì nó sẽ có khả năng để kết nối mạng internet để điều khiển từ xa bằng smartphone với các phần mềm là Pioneer Control App. Tuy nhiên cái phần mềm này thì nó chỉ hỗ trợ một số cái phiên bản Android thấp, và nó sẽ có khả năng để điều khiển chơi nhạc từ những cái thiết bị như là iPhone, iPod bằng cái công nghệ AirPlay, thì anh em có thể chơi nhạc không dây. Đây là một số cái công nghệ của nó nha. Với thiết kế công suất của nó lên tới là 140W và nhận điều cho 5 kênh loa. Chơi AirPlay, iPhone, iPod, iPad, kết nối HTC, hỗ trợ HDMI, video 4K Ultra HD, chức năng 3D, Patru với 6 đầu vào và 1 đầu ra, hỗ trợ chức năng ARC để lấy tín hiệu ngược từ Smart TV và sẽ hỗ trợ các định dạng đa kênh như là Dolby True HD, DTS Master Audio và một số cái chức năng mạng như là Pandora, Radio Internet, anh em có thể tham khảo thêm nha. Và dòng này thì nó sẽ có cổng USB và đặc biệt là nó sẽ chơi được nhạc số như là Wave Black MP3. Thì Black là một trong những định dạng audio cao cấp có chất lượng tương đương như là những cái đĩa CD gốc nha, chất âm nó khá là hay. Dòng này thì nó sẽ có luôn cái chức năng là chơi đài tuner radio với cái giải tần số của nó lên tới là 108MHz, thì có khả năng để bắt được tất cả những cái đài Việt Nam nha anh em. Anh em có thể kết nối anten vào để chơi cũng như là radio internet cũng được nha. Dòng này thì nó sẽ có luôn cái chức năng là MCACC, tự động hiệu chỉnh loa tự động nha, khi mà ta kết nối vào main setup. Tích hợp bên trong máy đó là bộ giải mã DAC chất lượng cao 192kHz 24 bit. Nó sẽ có rất là nhiều chế độ nghe nhạc và xem phim, thì nó sẽ có luôn chế độ là 5 set radio. Thì với chế độ này anh em có thể nghe nhạc bằng 5 kênh loa khá là hay, để chúng ta không lãng phí bất kỳ một cái loa nào khi ở chế độ nghe nhạc. Và máy về thì trong tình trạng đẹp lắm anh em. Đây là khiển zin theo máy luôn, Pioneer. Và em sẽ tặng kèm cho anh em một cái FM nha, cái anten là em. Về kích thước của máy, đây là chiều ngang tiêu chuẩn là 435mm và chiều cao là 167mm, chiều sâu là 332mm, trọng lượng là 8,5kg. Rất là nhiều công nghệ hiện đại tích hợp trong chimney Pioneer VX823. Và sau đây thì em sẽ test cái đầu vào. Thứ nhất đó là cổng HDMI, anh em có thể lấy tín hiệu từ một cái nguồn phát HD từ bên ngoài, và ngõ vào là VD. Analog CD, TV cổng quang, cảm ơn.
đó là chức năng để chơi HDMI, chơi cộng quang, chơi cộng analog. Tiếp theo đó là đài FM nha, tuner, anh em chuyển sang là tuner, và trên remote thì ta có chuyển sang tuner nha. Rồi những tuần tên lên xuống nha để dò đài. Thì đây này, anh em sẽ thấy là nó sẽ dò được đài là 108 MHz đài FM Việt Nam luôn nha. Anh em về kết nối anten ngoài để được thu được đài tốt hơn nha. FM full tần số Việt Nam. Rồi hiện tại là em đang kết nối cổng USB vào cái cổng USB phía trước nha. Đây là đài FM nè. Rồi anh đang kết nối anten để thu đài tốt hơn. Rồi tiếp theo em sẽ test vào cái cổng USB nha. Ta sẽ chuyển vào cổng USB. Thì đối với cái dòng Pioneer VSX823 thì anh em phải kết nối vào cái màn hình HDMI thì ta mới thấy được những cái nội dung của USB và ta sẽ chọn bài nha. Bởi vì cái dòng này thì ở trên cái màn hình của Apple nó sẽ không hiển thị bài và ta sẽ chuyển lựa chọn bài thông qua màn hình TV. Rồi bây giờ thì em sẽ quay xuống màn hình TV để anh em có thể thấy cái nội dung trong USB và ta sẽ lựa chọn những cái phím chức năng qua lại và lên xuống nha. Đối với cái việc sử dụng của chiếc remote này, ta sẽ chuyển sang là USB thì ta mới sử dụng được những cái nút chỉnh như là stop nè, qua lại bài nè nha. Còn để sử dụng cho chiếc AMD thì ta sẽ nhấn vào nút AV. Thì lúc này những cái phím lựa chọn bài thì nó sẽ trở thành là nút chỉnh bass chép nha. Cộng trừ bass và cộng trừ chép đây. Đây là remote của cái dòng Pioneer, có thể chỉnh full được tất cả những cái thiết bị của dòng Pioneer nha. Và đây là khiển dinh theo máy Pioneer VSX823 luôn. Đây là màn hình HDMI khi mà ta kết nối cổng HDMI vào cổng out của Amply nha. Thì nó sẽ hiển thị nội dung của USB. Và tại đây thì ta sẽ có thể nhấn mũi tên lên xuống và lựa chọn các thư mục nội dung trong USB. Đây là thư mục nhập plug nha. Rồi em sẽ test luôn cho anh em chơi nhạc lót lét luôn. Rồi nhấn qua bài nha. Nhấn qua bài luôn. Rồi chất âm khá là hay nha anh em. Bộ giải mã DAC 24bit 192kHz. Chơi nhạc số, nhạc lớn lét chất lượng cao nha. Rồi tiếp theo em sẽ test cái chức năng để chơi AirPlay từ những cái thiết bị iPhone, iPod nha. Từ kênh YouTube nha. Anh em mở giùm em là một cái bài nhạc bất kỳ nào. Đây. Rồi ta sẽ stop lại nha. Và anh em nhấn vào biểu tượng phát không dây. Tại đây ta sẽ chọn các thiết bị AirPlay và Bluetooth. Nhấn AirPlay. Thì lúc này chiếc smartphone của chúng ta đã nhận diện được chiếc AMD Pioneer VSX823 nha. Nhấn vào. Rồi ta sẽ trở về cái màn hình bên ngoài. Sẽ chọn là phát nhạc nha. Bấm play. Màn hình sẽ chuyển sang AirPlay. Nhấn qua bài luôn ha. Chơi không dây từ những cái thiết bị iPhone, iPod nha. Gomibako wa asaru Tōjō Hideki. Tōjō Hideki ga naigaku sōri daijin datta toki no koto desu. 宇都宮の宿舎から山口に行き。
các chức năng để chơi AirPlay từ những cái thiết bị iPhone, AirPods. Về chức năng điều khiển bằng phần mềm Pioneer Control App, đây là dòng cái model của nó là từ đời 2013, nó sẽ không hỗ trợ những cái dòng Android mới nha. Những cái dòng Android hoặc là iOS cũ thì nó sẽ điều khiển được, và anh em có thể tải về phần mềm Builder Control App và sử dụng nha. Và như vậy là em đã test đầy đủ tất cả những cái chức năng hiện đại của Chimney Builder VEdit 823, chức năng cổng vào, cổng HDMI, video 4K, chức năng là chơi cổng quang, cổng analog, chơi USB và chơi AirPlay từ những cái thiết bị iPhone, AirPods nha. Máy về thì trong tình trạng đẹp long lanh góc cạnh hết luôn nha anh em. Đó là cận cảnh mặt trước của máy nha, mặt thiết kế màu đen rất là sang trọng. VEdit 823 140W nhưng điều cho 5 kênh AirPlay, HTC Connect 4K hình cho HD, Radio Internet, Pandora, Pioneer Control App cộng USB, rồi kết nối với Soundly. Đây là cổng mạng LAN, anh em kết nối vào để chơi không dây từ iPhone, iPod. Cổng HDMI in, tín hiệu từ một cái nguồn phát HD từ bên ngoài, out xuất sang TV. Cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Và đây là cổng quang chơi nhạc từ Smart TV. Và bây giờ thì em sẽ test các cổng đa lo luôn cho anh em. Rồi, hai lọc hồng, loa center, loa surround, và như vậy là 5 loa hoạt động ok ở chế độ 5 sạc stereo. Thông số của Chimney Builder VEdit 823 điện áp 120V và công suất của nó là 450W. Dòng này sản xuất vào năm 2013 nha, tích hợp rất là nhiều công nghệ hiện đại, FM full tần số, HDMI, cổng quang, cổng analog, cổng USB. Với Chimney Builder VEdit 823, dòng âm ly xuất Mỹ điện áp 120V, công suất 450W. Dòng âm ly được tích hợp rất là nhiều công nghệ hiện đại, được thiết kế âm thanh xuất sắc cho cả phim và nhạc, hỗ trợ kết nối internet để điều khiển từ xa bằng smartphone cũng như là chơi nhạc không dây từ iPhone, iPod. Hỗ trợ kết nối HDMI chuẩn video 4K, chức năng ARC, video 3D Patru, anh em có thể chơi nhạc phim chất lượng cao. Cổng quang chơi nhạc mạng, nhạc YouTube từ Smart TV, và cổng USB anh em có thể chơi nhạc số, file black, lossless chất lượng cao. Và với chiếc đi này thì em sẽ để giá Tết cực tốt luôn để cho anh em chơi, 3.500.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ với số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ em, vui lòng nhấn nút đăng ký phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.